cơm chiên gà. Quảng Trị. Đây là địa chỉ 176 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị. Nhìn cũng được phết. Nhìn cái nước gì đây? Cay. Đây là cơm chiên gà quay. Hơi nhạt. Thịt gà thử xem nào, thịt gà. Hơi dài. Thịt gà dai ngon ăn được. Cho ít nữa. Cay quá. Rất ngon chị, ăn cay lắm. Cay thì khủng. Từ thành phố đi ra chỗ này đi bộ hết khoảng 20 phút. Come on.